Phương rất vui được gặp lại quý khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào đầu bếp Thanh Vũ. Chào Minh Phương, và anh cũng rất vui khi gặp lại Minh Phương cũng như quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình. Và anh Vũ ơi, ngày hôm nay thì em sẽ đưa đến cho anh một email của khán giả đã gửi về cho chương trình. Chị ấy nói là vừa rồi chị ấy đi ăn tiệc ở một nhà hàng và có một món ăn rất là ngon, đó là món mực xào nấm hương. Mà chị ấy mô tả là nhà hàng xào như thế nào đó anh, mà mực thì giòn nè, mà nấm hương thì lại giữ được đồ ngọt. Thế thì ngày hôm nay anh có thể hướng dẫn cho vị khán giả của chúng ta thực hiện món ăn này được không? Em có biết không, thật sự ra yêu cầu này anh cũng có đọc rồi, và ngày hôm nay anh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Vậy thì không để cho các bạn chờ lâu, mời các bạn cùng vào bếp theo dõi thực hiện món mực xào nấm hương. Thưa các bạn, nguyên liệu để làm món này thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị mực lá 2 con khoảng 350g, nấm hương ngâm mềm 100g, hành lá, củ năng, cà rốt, ớt sừng, gừng băm, tỏi lột vỏ, dầu điều, sốt tiêu đen, rượu trắng, một số gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Thưa các bạn, trước tiên thì chúng ta sẽ ướp mực trước nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ khứa hình quẩy rồng, khứa nhẹ thôi nha. Chúng ta nghiêng dao. Nghiêng dao 15 độ. Sau khi chúng ta đã khứa cái hình vẩy rồng như vậy, chúng ta cắt ra miếng nhỏ có bề bản khoảng chừng 3cm như vậy. Cho 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê chiên trắng xay. Ướp khoảng độ chừng 5 phút thôi là mực chúng ta sẽ thấm gia vị. Chúng ta sẽ bắt lên đây một cái chảo nước. Trước tiên thì là nấm hương, ngâm cho nó mềm và nhớ rửa sạch qua nước vo gạo nha các bạn. Thưa các bạn, chúng ta nên rửa nấm hương trong nước vo gạo để khử bớt mùi hăng và giữ được hương vị tự nhiên của nấm. Cà rốt ta sẽ cắt miếng dày khoảng cỡ chừng 3 ly. Rồi chúng ta cắt miếng có bề bản khoảng chừng 1cm như vậy. Ta để xéo lại, cắt hình thôi. Ớt sừng chúng ta cắt hình thôi. Rồi xong, củ năng chúng ta cũng cắt làm đôi thôi đủ rồi. Hành lá thì chúng ta cũng cắt xéo dài khoảng chừng 2cm là được nha các bạn. Còn tỏi các bạn chúng ta nhấn nhẹ. Xong, là để cái này xong. Nước đã sôi rồi, khi nãy em nghe anh Vũ nói là chúng ta sử dụng nước sôi này để chần củ năng và cà rốt nè. Đúng rồi. Nhưng mà em thắc mắc là lát nữa chúng ta cũng sẽ xào mà bây giờ chần làm gì hết. Chúng ta nên chần sơ cà rốt và củ năng để khi xào thì cà rốt và củ năng không bị ra nước và giữ được độ giòn nha các bạn. Bây giờ thì anh sẽ vớt ra như vậy. Chúng ta sẽ tới giai đoạn là xào mực. Chúng ta bắt anh đem một cái chảo, mình cho đem ít vô điều thôi nha. Rồi chúng ta nên cho mực vào xào nhanh trước các bạn. Wow, rất rồi là chúng ta xào. Rồi chúng ta cho rượu trắng vào. Anh Vũ ơi, em thấy anh cho rượu trắng vào khi xào mực để làm gì vậy anh? Thưa các bạn, chúng ta xào mực nhanh và khử rượu trắng để cho mực không bị ra nước và thơm nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cho mực ra tô. Kế tiếp chúng ta mới cho một ít dầu điều còn lại vào. Chúng ta mới cho khoảng 1 muỗng canh gừng băm. Cho tiếp tỏi, chúng ta đã đập dập vào xào trước. Và ớt sừng chúng ta cho vào. Sau khi gừng, tỏi và ớt để dậy một thơm, chúng ta cho hết các loại nguyên liệu vào. Các nguyên liệu này em thấy như là nấm hương nè, hoặc là củ năng và cà rốt thì chúng ta cũng không xào quá lâu đúng không anh? Đúng vậy, chúng ta sẽ cho cái phần mực chúng ta đã xào xăng khi nãy vào. Sốt tiêu đen chúng ta cho vào đây khoảng chừng 1 muỗng canh thôi. Như vậy là món xào của chúng ta đã hoàn tất. Chúng ta chỉ còn cho hành lá vào, sắp đều. Tắt lửa giúp anh luôn đi Minh Phương. Rồi. Rồi bây giờ anh sẽ ra món ăn. Anh sẽ cho anh đây thêm một xíu ớt sợi nữa. Để đây cũng ngon. Đó, một chút xíu màu xanh. Thế là trong tích tắc chúng ta đã hoàn thành xong món mực xào nấm hương. Rồi bây giờ tới phần cảm nhận món ăn. Em là người hết sức là vinh hạnh trong chương trình của mình đó nha. Ở đây. Có bị cay lắm không? Dạ không cay lắm, bởi vì em cũng là người thích ăn cay. Nhưng em thích nhất là cái hương vị đậm đà của món ăn này. Vị cay nhẹ nhẹ nè, rồi thơm của sốt tiêu đen. Và quý vị khán giả biết không, mực của chúng ta rất là giòn, còn nấm hương thì giữ được độ dai dai và vị ngọt rất là tự nhiên. Món ăn này mà dùng chung với cơm thì em đảm bảo là rất là tốn cơm đây. Và hy vọng rằng quý vị khán giả xem chương trình này sẽ thực hiện thành công món mực xào nấm hương quý vị nhé. Còn bây giờ đầu bếp Thanh Vũ và Minh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.